hello cả nhà fan Chính Nghĩa, hello cả nhà fan số 1, hello cả nhà fan của cô. Thì cũng mọi người cũng đã biết là cũng 2 năm hơn gì rồi, và cũng đã trải qua 4 ngày lễ lớn rồi đó mọi người. Thì cái cảm giác nôn nao của em nó rất là nôn trong lòng hoài. Thì sắp tới đây thì mọi người biết là ngày 1 tây tháng 3 là mình sẽ được gặp được cô ấy, và ngày 11 tây tháng 3 cũng sẽ gặp cô ấy nữa, 2 ngày đó. Làm cho cái cảm xúc của em nó rất là dâng trào khi là thấy được hình ảnh của cô ấy xuất hiện. Thì bây giờ hiện tại em đang ngồi đây với một chị này, nó rất là hâm mộ cô. Đã gặp mặt cô rồi, rất là nhiều, hát cho cô nghe rất là nhiều lần rồi. Bây giờ là cái cảm xúc của chị như thế nào khi biết tới 2 ngày 1 tháng 3 và 11 tháng 3 là gặp cô, cái cảm giác của chị như thế nào? Chị có thể cho mọi người biết được không? Cảm giác của chị rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là người ta nói là chết vinh còn hơn sống nhục. Và bây giờ cô mình đã sống bằng cái tâm và hy sinh cũng bằng cái tâm. Và chị nghĩ lần này cô về, cô sẽ trở thành một người rất là hot hơn. Hot hơn ở đây là gì? Hot là đi giúp đời, giúp người, và cô không còn bận tâm ngoài xã hội nữa. Vì cô biết xã hội này có rất là nhiều cái không thể nào nói được, chỉ có chờ luật nhân quả thôi. Nhân quả sẽ trả lời hết mọi thứ. Và cô đã thấu hiểu sứ mệnh của cô đã đủ. Và bây giờ sứ mệnh của cô khi trở về là đi làm thiện, giúp người nghèo, yêu thương người nghèo, và đặc biệt là cúi đầu vì người nghèo. Mấy yêu. Dạ, yeah, wow, mà tụi mình nói chung là hôm nay cũng ngày rằm, là mình cũng cầu nguyện cho những cái điều đó. Mà quên nữa, ngày mai mình sẽ đi chùa bà ở Bình Dương. Mỗi lần bước tới Bình Dương là mình sẽ đến nhớ đến cô chú Dũng và cô Hằng. Và việc đầu tiên đó là mình sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, cho gia đình mình, và đặc biệt là cho vợ chồng cô chú sức khỏe, bình an, hạnh phúc, và lúc nào cũng hướng mình xuất hiện giúp đỡ người nghèo. Các bạn yêu quý Chính Nghĩa, yêu quý cái gì, yêu quý cô, thì cùng nhau cầu nguyện nha, cùng chị em mình nha. Cảm ơn ạ. Ok mọi người, vậy nha, chúng ta sẽ có được nhiều tin vui sắp tới nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe em nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà luôn luôn bình an, luôn 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 vui vẻ và hạnh phúc nha. Mãi yêu cả nhà số 1 của chúng ta. Bắn tim. Chị không có chịu quay mặt cho nên em đây vậy thôi. Sau này mọi người sẽ biết chảy là ai nha. Đến ngày cô về là sẽ biết chảy là ai nha. Bye bye cả nhà.